Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách cài đặt về SQL Server 2019 các bạn. Các bạn vào Internet các bạn search SQL Server. Ok, thì thực ra thì SQL Server nó sẽ có rất nhiều cái phiên bản. Ha, các bạn bấm vào cái trang về download này, cái trang đầu tiên mà tôi tìm thấy được. SQL Server nó có rất nhiều phiên bản. Đối với phiên bản dạng local thì các bạn có cái bản là Enterprise, cái bản Standard, cái bản develop và cái bản về express các bạn ha. Thì nó khác nhau một tí xíu, cái bản develop và bản express nó đều là cái bản là dạng miễn phí free edition các bạn. Đối với bản express ấy, thì nó chỉ có giới hạn khoảng 10 GB về dung lượng lưu trữ thôi. Còn đối với cái bản develop thì nó y chang cái bản enterprise, tức là cái bản thương mại. Chú ý là cái bản develop của mình á là license cho development thôi và test database, tức là non production, được không ạ? À? Thì ở đây tôi sẽ khuyến cáo các bạn nên cài về cái bản develop. Đầu tiên các bạn bấm nút download ha. Thì chờ một tí xíu cái file nó sẽ download xong thì các bạn sẽ mở cái file vừa download được và các bạn làm thêm một số cái thao tác các bạn. Ok, let chờ một chút xíu nha. Rồi. Để đơn giản thì có rất nhiều cách để mình xài. Thì ở đây tôi xài cái bản về Basic và tôi đồng ý, nhớ kéo xuống hết ha. Rồi, đồng ý với cái cách cài này. Thì đây là tôi chọn mặc định cái thư viện của tôi ha. Rồi, tôi sẽ bấm Install các bạn. Và ta sẽ chờ một tí xíu. Là cái bản phiên bản tôi đang cài ở đây là phiên bản dành cho Windows 11 nha. Ok, thì nó cũng nhanh thôi. Thì tùy thuộc vào cái tốc độ đường truyền mà các bạn ở đây thấy 1 GB nhưng mà nó download cũng tương đối nhanh. Đây thì có một số cái khuyến cáo, ví dụ như các bạn muốn cài thêm cái code example ha, SQL Server example thì các bạn có thể bấm vô cái link nha. Đây vì nó sẽ cung cấp cái GitHub repository sẵn có, các bạn chỉ cần bấm lên cái link ha thì nó mở ra cái trang GitHub repository và các bạn có thể mình một số cái database sample các bạn có thể tham khảo, các bạn có thể làm ha. Thì ok, trong lúc chờ đợi thì các bạn có thể chờ một tí xíu ha, để cho nó xong. Rồi thì tôi vừa download xong khoảng 1,4 GB từ server ha, với tốc độ đường truyền khoảng 9 mấy MB. Ok thì các bạn chờ một tí xíu nó sẽ install, nó cũng rất là dễ dàng. Rồi. Thì đây nó cũng có một số cái thông tin các bạn. Đây, cái instance của mình là dạng là localhost, tại vì máy của tôi mới hoàn toàn ha. Cái database của mình là tùy thuộc default thì nó có master và đây là cái thư mục mà nó chứa cái log nha. Ok, như thế là đã xong rồi thì các bạn cũng có thể, ví dụ như tôi có thể kết nối now, tôi ở bên ha. Thì các bạn cũng có thể mình đã kết nối được cái version của mình là SQL Server 2019 ha. Ok. Và các bạn cũng có thể kiểm tra vào Microsoft SQL Server ha. Đây, SQL Server. Các bạn chọn cái bản là SQL Server 2019 Configuration Manager ha. Và các bạn mở lên thì ta sẽ thấy được cái chương trình của mình. Đây, của tôi nó đã chạy được rồi. Tức là cái phần về cái service của tôi nó đã chạy được rồi. Tuy nhiên giờ làm sao để có cái giao diện thì
Thì các bạn cũng có thể mình sẽ chọn cái phương thức là cài đặt cái SSMS ha, thì tôi đã có giới thiệu ở những cái video trước, ở đây thì tôi cũng làm luôn ha. Thì các bạn sẽ bấm một cái thì nó sẽ nhảy lên trên trang của Microsoft và tôi các bạn sẽ download xuống cái GUI Microsoft đúng không? SQL Server Management Studio SSMS ha, và các bạn sẽ down xuống. Thì đây thì có mấy cái bảng này. Thì tùy thôi, thì cái bảng mới review thì thường thì ta sẽ chọn cái bảng nhỏ hơn một chút xíu ha. Tôi sẽ chọn cái bảng 18.12.1 ha. Và các bạn chờ một tí xíu. Ok, những cái bạn này SSMS để làm cái gì? Đây là cái cửa sổ giao diện các bạn để các bạn xài ha. Rồi. Chờ một tí nó mất rồi. Đây, nó sắp xong rồi. Rồi, tôi sẽ mở luôn cái file và tôi sẽ cài đặt luôn ha. Ok, thì tôi để cái địa chỉ như cũ default luôn ha. Phiên bản của tôi là 10 18 chấm ha. Tôi chọn là install. Rồi. Ok, thế là ta đã cài xong hết, cho bạn đóng lại ha. Rồi thì các bạn vào, các bạn sẽ kiếm đây, nó có cửa sổ vàng vàng này, Microsoft SQL Server Management Studio ha, và các bạn bấm vô. Và hồi nãy ta thấy rất là rõ cái chuỗi kết nối lúc mà để kiểm tra ha. Đây, cái chuỗi kết nối của mình là localhost, hoặc là các bạn dùng dấu chấm cũng được. Đây thì các bạn chờ một tí xíu, đây cái cửa sổ thông dụng đây. Đây thì về điền localhost hoặc điền dấu chấm và cái authentication thì hiện nay là để cho Windows tự kết nối vô, thì các bạn connect thì đây là chính là cái giao diện ha. Và các bạn các cái thao tác khác như bình thường, ví dụ các bạn tạo database vân vân, ví dụ như là demo chẳng hạn. Thì chú ý cái Microsoft SQL Server Management Studio chẳng qua là cái giao diện để cho nó dễ làm. Ví dụ như các bạn ở trong Visual Studio nó cũng đã có rồi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.